Các con thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học câu kinh văn tiếp theo trong chương Tín. Kia nói phải, đây nói quấy, không liên quan, chớ để ý. Phải quấy là những cái chuyện này chuyện nọ, chuyện đúng chuyện sai, chuyện thị phi đấy các con, đúng sai phải trái tốt xấu, chúng nó không liên quan đến chúng ta, không để ý. Chỗ này các con phải biết là chúng ta thì sống trong cái xã hội cộng sinh, cho nên hàng ngày chúng ta tiếp xúc qua lại với rất nhiều người. Vậy thì việc gì là việc phải quấy, việc gì là việc đúng sai? Đây đều là những cái việc mà nó khiến cho chúng ta mắc phải những sai lầm. Ta đôi khi chúng ta không nhận thức được cái việc nào đúng việc sai, tốt việc xấu, việc phải việc quấy, là chúng ta sẽ bị thành người nhiều chuyện. Chưa cần nói đến cái việc là chúng ta tham gia vào những cái việc không tốt, mà có những việc chúng ta không nhận thức đúng sai, chúng ta tham gia vào, chúng ta cũng thành gọi là người tốt nhiều chuyện. Thầy Vọng Tây vẫn dạy các thầy thành người tốt nhiều chuyện. Thế còn đối với các con thì các con phải hết sức lưu ý những cái việc mà nó không liên quan đến mình, nó không liên quan đến cái sự tu dưỡng của mình, thì chúng ta tốt nhất là không nên tham gia, không nên tham dự, nhất là ở trên trường, trên lớp. Những cái chuyện thị phi, bạn này nói xấu bạn kia nói xấu bạn nọ, các con phải hết sức là tránh. Mình không nên tự biến mình thành những người nhiều chuyện, mà mỗi lần mà chúng ta tham dự vào cái câu chuyện đúng sai phản trái như vậy thì tự nhiên là được lòng người này thì sẽ mất lòng người khác, theo phe phái, theo nhóm này, theo nhóm khác. Nói với các con là từ trước đến giờ, từ nhỏ là thầy không có theo một cái phe phái nào cả. Trong một nhóm bạn là không có theo phe nào. Phe tốt mình cũng chơi, phe xấu mình cũng hòa nhã, chứ không có phân chia bè phái để chơi đâu các con. Không có mất lòng ai cả. Các con chơi cũng phải như thế. Đối với người tốt thì mình học tập ở họ, mình gần gũi họ. Đối với người xấu mình cũng không ghét bỏ họ, nhưng mà mình cũng không có thân cận quá, là bên nào mình cũng nói chuyện được, trung dung ở giữa. Cho nên ấy, cái này mà nếu như mà chúng ta có sự tu dưỡng là chúng ta cũng dễ bị quấn vào cái chuyện phải trái tốt xấu, thậm chí là không liên quan gì chúng ta cũng cứ hỏi việc không đáng, quyết chớ hỏi. Chúng ta học rồi, không liên quan gì đến mình chúng ta cũng cứ học, để đâm ra ấy là thành người nhiều chuyện. Cho nên mới nói là chúng ta nên có cái thái độ bảo dung hòa nhã với mọi người. Bao dung là chúng ta không có nghiêm khắc với những cái lỗi lầm của người khác, bởi vì hàng ngày chúng ta là người sửa lỗi, chúng ta phải sửa lỗi của mình, bao dung với lỗi lầm người khác, phải hòa nhã với mọi người. Chúng ta nên là người ở giữa, không nên là theo bên này nên theo bên khác, nghiêng sang bên này nghiêng sang bên kia đều là đương nhiên là tốt, thì chúng ta phải học tập. Nhưng mà chúng ta mà có phe có phái là tốt nhất là không nên, nên có cái thái độ hòa nhã, trung dung ở giữa thì là tốt nhất. Nói xấu nói tốt thì ai chúng ta không nên tham gia, nghe loáng thoáng qua không rõ cũng không cần phải hỏi, không liên quan đến mình, tốt nhất là chúng ta không nên hỏi. Tuy nhiên ấy, thì có một cái điều mà thầy cũng phải nhắc các con học cái câu kinh văn này, ta đừng có hiểu nhầm cái việc mà nó không liên quan đến chúng ta, không liên quan đến nó làm tổn hại những cái việc tu dưỡng của chúng ta, thì đương nhiên là chúng ta không nên hỏi rồi, không nên biến mình thành người nhiều chuyện. Nhưng mà có những việc mà nó liên quan đến sức khỏe, đến tính mạng của một người khác hay là của nhiều người, của tập thể, thì chúng ta phải để ý, chúng ta phải nói, chúng ta phải tích cực để làm, chứ không là lại biến thành người vô tâm, biến thành người vô tâm. Cái gì cũng không liên quan đến mình, không liên quan đến mình là không liên quan đến cái tập khí của mình. Thế còn đây những cái việc mà ảnh hưởng đến sức khỏe,
đến tính mạng của mọi người, đến cái việc tu dưỡng người khác, thì chúng ta nhất định là phải tích cực làm. Thì bây giờ ví dụ như thầy bảo là tất cả các con đây không liên quan gì đến thầy, đúng không? Con cái của thầy mới là liên quan đến thầy, còn tất cả các bạn ở đây không liên quan gì đến thầy cả, không để ý, thế thì làm sao mà có lớp học? Cho nên những việc mà tốt chúng ta phải biết đâu là việc tốt, những việc mà xấu chúng ta phải biết đâu là việc xấu thì chúng ta mới làm đúng, chứ không là chúng ta lại biến mình thành người vô tâm, có đúng không ạ? Mình thành người vô tâm thì như vậy là chúng ta học học kiểu gì mà học thành người vô tâm rồi cũng được rồi. Trong kinh điển của Thánh Hiền có nói là phải là Bồ Tát không mời, không có ai mời thỉnh cả. Bởi vì sao? Bởi vì cái việc đó là việc tốt, việc có lợi ích cho mọi người thì có thể là sẽ không có người nhờ mình đâu, không có người là sách tấn xúc tiến mình đâu, nhưng mà mình thấy nó là việc tốt thì mình phải làm. Cái đây không thể nói là không liên quan chớ để ý được, không thể nói là việc này nó không liên quan đến tôi không để ý. Đi đường các con gặp một người già, gặp một em bé cần giúp đỡ, không liên quan chớ để ý thì thành vô tâm rồi, đúng không? Những cái việc đó cần ra tay giúp đỡ là chúng ta phải giúp được. Cho nên học là phải rõ cái chỗ này, chứ không là chúng ta lại bị chết vào câu chữ là chúng ta học không thông được. Thế còn nếu mà những cái việc mà không liên quan, không liên quan có nghĩa là chúng ta đụng vào nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm trí của chúng ta, nó làm cho cái thói quen xấu, những cái tập khí xấu của chúng ta nó tăng trưởng lên, nó làm cho xấu cho mình, xấu cho người khác, nó là đúng là việc không liên quan. Ví dụ như là đang nghe hai bạn nói xấu người khác, thôi tốt nhất là lùi xa, không nên để ý vào việc bản chuyện tốt chuyện xấu, nói tốt nói xấu, nói hơn nói thiệt cho người khác, không để ý. Nhưng mà những việc tốt cho mọi người thì chúng ta phải sắn tay áo vào, xông pha vào lại để làm, phải phân biệt rõ cái chỗ này thì để chúng ta học tập nó mới tốt được. Cho nên là chúng ta phải tích cực học tập, phải nâng cao trí tuệ của mình để biết phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tránh, đâu là tà, đâu là phải, đâu là quấy, để chúng ta mới biết tiến thoái cho nó hợp lý. Thứ nhất là chúng ta phải dùng cái tâm chân thành, để mà học tập. Người cần giúp đỡ thì chúng ta phải giúp đỡ, cái việc cần tránh thì chúng ta phải tránh. Thì hôm nay học cái câu này nhắc nhở chúng ta những cái việc như vậy, nếu như chúng ta làm được, là chuyện chúng ta làm được, kia nói phải, đây nói quấy, không liên quan chớ để ý, thì mọi người rất là tôn trọng chúng ta đấy. Rất là tôn trọng chúng ta, bởi vì những người này không phải là những người nhiều chuyện, rất là chân thành, rất là đáng tin tưởng. Ngược lại là chúng ta lại rất rõ, rất hiểu chuyện, cái việc cần làm thì không có ai bảo, họ tự động tự giác đi làm, thấy cái nhà bẩn là tự giác, tự động tự giác đi quét, thấy một cái rác nó rơi ở đường rất vô duyên, chúng ta có khả năng, có thời gian nhất định chúng ta phải cúi xuống. Đó chính là chúng ta biết tiến thoái, việc gì cần làm thì không cần làm. Cái chỗ này nhắc nhở chúng ta những cái điều như vậy, niềm tin ở người khác nó sẽ nâng lên đối với chúng ta. Thì hôm nay cái câu kinh văn này chúng ta học tập đến đây, chúc các con có một ngày thực hành phép tắc người con thật tốt nha. Xin kính chào các thầy cô giáo, chào các bậc phụ huynh và các con.